Sao cô chưa chào tôi mà đã vừa về rồi? Cậu hai, lúc nãy tôi thấy cậu bận tiếp khách nên tôi không có tiện chào hỏi cậu. Lão già, xuống xe. À, ngồi à? Tôi kêu ông xuống xe. Ngồi xuống xe hả? Xuống xe. À, xuống, xuống xe. Ê, ngồi không có làm gì à? Về hà cô lương à? Nhờ ngồi lương về, ngồi có biết gì đâu. Ông dám giật gái của tôi hả? Ông muốn tôi thiến của quý của ông không? Ê, hả? Vậy hả cô lương à? Giờ ngộ lưu vậy ngộ có biết gì lâu chưa? Thì ra là cô muốn ông ta đưa về hả? Ờ. Tôi cầu xin cô thì cô kiếm chuyện. Cô từ chối món quà của tôi. Không lẽ là cô thích ông già gần đất xa trời hơn tôi sao? Tôi không thích ai hết. Chẳng qua là tới giờ về rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi thôi mà. Nếu cô muốn về, lên xe đi. Buông ra. Tôi không có quen đi xe hơi. Tôi chỉ muốn đi xe kéo thôi à. Thích xe kéo hả? Tôi sẽ đưa cô về bằng xe kéo. Bữa nay tôi lỡ hứa đi với ông Diền rồi. Xin lỗi cậu hai nha. Cái gì vậy? Tiền xe của ông đó. À, cầm lấy số tiền rồi biến đi. Biến lại lâu. Lị đừng có ăn hiếp người quá lắng nha. Ông nói đi. Tôi muốn ức hiếp ông thì sao? Số tiền tôi vừa mới trả cho ông. Ông muốn bao gái hay là muốn quan tài hả? Nè, muốn buông cậu dừng tay lại đi. Buông ra. Cậu làm như vậy cậu không thấy mình quá đáng sao? Mày nói cái gì thằng xe kéo? Tôi thấy cậu á là người là tất nhiên sẽ không cắn người. Chỉ có chó mới cắn người thôi. Mày muốn cái gì vậy? À, muốn sao? Nè, lùi lại. Mày nói hay lắm thằng xe kéo, nhưng mày chưa biết mày đã tạo ra điều gì đâu. Mày hãy nhìn kỹ khuôn mặt của tao đi, rồi từ giờ trở đi nó sẽ là hình ảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời của mày. Mày nhớ đó. Đi. Dạ. Cái lồ vũ côn. Nè, thinh người quá lắng à. Con không có lẽ yên à. Ông gì? Hả? Có đi về không? À, đi về chứ. Đi về. Dì hà cô lương à, đi về. À, kéo lên. Đi về. Dì hà cô lương à, đi về. Ngồi sẽ lưu cô về.